Today we're really happy to welcome students to our city campus. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good Hội Open Day hôm nay, trường BOV tổ chức với mục đích để các bạn học sinh cấp 3 có thể hiểu rõ hơn về môi trường học tập trong trường cũng như là những trải nghiệm thực tế mà các bạn có thể nhận được. Và hôm nay mình đến đây với vai trò là chia sẻ về học bổng Hoàng tử Andrew, học bổng của BOV. Thì sau buổi chia sẻ, mình thấy được rất nhiều câu hỏi, sự quan tâm từ các bạn. Và mình cũng nghĩ rằng buổi chia sẻ hôm nay có thành công. Mình khá là thích ngành quản trị kinh doanh. Và hôm nay mình đã được học và mình thấy là bổ ích và lý thú. Mình được mọi người tư vấn rất là nhiệt tình về các cái khóa học, về các chế độ khuyến khích sinh viên học tập nhiều hơn, học tập tốt hơn. Thì với cả thực tế mình được mở rộng, tức là mở mang thêm một chút kiến thức về Anh. BUV is about great British education. We're very proud to be here in Hanoi giving British degrees to Vietnamese students taught by international faculty. So come along, visit, experience, enjoy, and also take the next step in getting that British degree. Next year we'll be opening our $75 million campus at Eco Park, where students will get a global environment, one that prepares them for success, whatever they choose to do with their degree.